Xin chào tất cả các bạn đến với video clip hôm nay. Mình xin chia sẻ cho các bạn cách tải cái phần mềm luyện thi sát hạch lái xe. Tức là cái phần mềm này nó có 600 câu, đúng như là của Bộ Giao thông nha các bạn. Thì như các bạn đã biết á, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 thì cái bộ câu hỏi 600 câu này đã được đưa vào sử dụng rồi, thay thế cho 450 câu trước đó. Thì đối với B2 sát hạch B2 rồi đó, thì các bạn phải là luyện 600 câu này thì chúng ta mới thi đậu. Thì hiện nay có rất là nhiều các bạn học 600 câu trắc nghiệm này ở nhiều cái cách khác nhau. Nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách tải cái phần mềm 600 câu hỏi về để về tự luyện. Thì đầu tiên các bạn xem ở cuối phần video có cái link tải, để có cái mình sẽ để cái link tải cái phần mềm cài trên máy tính và trên điện thoại. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn là cái phần mềm cài trên máy tính. Sau khi các bạn tải về thì nó có một cái tên là tự luyện ô tô. Sau đó các bạn giải nén ra. Đây, giải nén ra. Thì giải nén ra ở cái mục tự luyện ô tô nó có cái gồm những file như thế này nè. Thì các bạn tìm đến cái file là tự luyện ô tô có cái hình người lái xe này các bạn. Rồi các bạn lít mở lên. Thường thì các bạn lít nếu mà không cho lỗi á, đối với cái máy một số máy bị phân quyền á, trên máy tính các bạn. Thì các bạn lít chuột phải, các bạn mở là giấy quyền admin nha. Run admin charter nè, cái quyền cao nhất. Hoặc là các bạn nếu mà cái máy quyền admin rồi các bạn đúp mở thôi. Đặt đúp cái mở lên ha. Hoặc là mở với cái quyền admin cao nhất nè. Rồi. Mở lên. Mở lên thì cái phần mềm này nó thật ra nó không có cài đặt cho các bạn. Các bạn chỉ tải cái sọt về. Tải cái folder về xong các bạn mở lên thôi. Rồi ở đây có một số điều lưu ý để các bạn làm được nè. Cái đơn vị thì tổng cục đường bộ Việt Nam thì nó mặc định rồi. Phá học là tự luyện ô tô ha, cũng mặc định luôn. Hiện ra số báo danh, rồi các bạn lưu ý số báo danh nè. Bên đây là số báo danh nè các bạn, xin mời bạn nhập nè. Như hạng B1, B11 thì chúng ta nhập số báo danh là nhập số 1 vô ha. Còn nếu hạng B2 chúng ta nhập số báo danh 2. Còn hạng C, giấy phép lái xe hạng C á, thì chúng ta nhập số báo danh là 3. Còn các hạng còn lại á, chúng ta nhập là số 4. Ở đây tôi giả sử tôi chuẩn bị thì B2 đi, thì tôi nhập số 2 vô. Thấy các bạn. Rồi, B2 vô nè, hạng B2. Rồi sau đó các bạn nhớ nè, các bạn phải bấm vào kiểm tra thông tin thí sinh. Bấm vào đây. Đó, nó hiện ra như thế này. Thì chúng ta mới bấm vào ôn luyện được. Còn nếu các bạn không bấm vào cái thao tác này, không bấm vào kiểm tra thông tin thí sinh thì nó không chạy nha các bạn. Nó sẽ báo lỗi, cái phần mềm nó sẽ báo lỗi. Rồi, hoặc là nó im re luôn, nó không có cái hiển thị nào hết. Rồi chúng ta bấm vào ôn luyện. Rồi bấm vào. Thì 600 câu quầy nó sẽ xáo trộn. Khi mà mỗi lần các bạn vào làm thì 600 câu nó sẽ đảo lộn tất cả. Các bạn an tâm là nó không có trùng, nó trộn ngẫu nhiên. Rồi bên đây là cái màn hình, đây là xuất hiện câu hỏi này, chúng ta đọc thông tin để chúng ta tiến hành làm nè các bạn. Còn bên đây nè, đây là hiển thị trên góc, đây nè là hiển thị thời gian. Thời gian đây, thì thời gian còn lại là 21:35 nè. Còn ở phía đây số câu hỏi nè, số câu hỏi còn đáp án là 1, 2, 3, 4 nè. Sẽ như câu 1 có 4 đáp án. Câu 2 có 3 đáp án, câu 3 có 3 đáp án, câu 4 có 4 đáp án nha. Giả sử như ở đây mình đọc cái nội dung nè. Theo luật giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu nào dưới đây? Đỏ vàng xanh, cam vàng xanh, vàng xanh dương xanh lá, đỏ cam xanh. Đó, thì giả sử tôi chọn đáp án thứ nhất nè, đáp án 1 á, thì chết vào đây. Rồi, các bạn có thể gọi tới câu 2 các bạn lít. Đích câu 2 thì nó sẽ qua câu 2 nè. Đó, các bạn đọc nội dung rồi các bạn chép vào đây. Chép vào đây, giả sử tôi đó có 3 tôi chép đại ha, chép ngẫu nhiên hết. Tôi chép đại nè. Tôi không đọc nội dung đó. Tôi chép tôi ví dụ cho các bạn xem đó nha. Rồi. Rồi giả sử chúng ta hoàn thành hết
ta chép hoàn thành hết rồi, để tôi bấm rồi hết đi nha. Bấm hoàn thành cái phần làm hết đi bạn. Khi các bạn làm hoàn chép rồi á thì nó sẽ hiện màu xanh, còn các bạn mà chưa chép đáp án á, chưa chọn đáp án á, thì nó sẽ hiện màu trắng nè các bạn nha. Rồi đây 35 câu chẳng hạn. Rồi sau khi xong xuôi các bạn bấm kết thúc, rồi nó sẽ hiện lên cái hộp thoại thông báo nè, bạn có muốn kết thúc phần thi không, nếu có thì bấm ok, còn không thì bấm cancel bỏ nha. Rồi chúng ta bấm kết thúc, bấm ok, xong nó sẽ hiện kết quả nè, số câu trả lời đúng là 10, kết quả là không có đạt nha các bạn. Rồi số câu trả lời sai là 25, số câu chưa trả lời là 0, trả lời sai câu mất an toàn giao thông nghiêm trọng câu 8 đó, thông tin nghiêm trọng. Rồi các bạn có thể là ở đây sau khi nó hiện ở đây rồi, nó có ba cái nút chức năng, đó là lưu bài thi nè, rồi xem bài thi nè, kết thúc nè. Ở đây mình sẽ bấm xem bài thi cho các bạn xem nha. Rồi khi mình bấm xem á, thì nó sẽ hiển thị đáp án. Đây là số câu, bạn lưu ý nè, đây là số câu, giả sử như câu 1 nè, câu 1 là đáp án 1, câu 2 là đáp án 3, câu 3 là đáp án 3, câu 4 là đáp án 3, câu 5 là đáp án 1. Ở bạn kéo cái thanh xuống, bạn coi cả đáp án. Giả sử như các bạn muốn coi câu 1 nè, bạn lít vô câu 1 nha. Giả sử muốn coi câu 6, bạn lít vô câu 6. Đây. Câu 6 nó cái đáp án nó đúng là đáp án thứ tư, là đường ưu tiên. Giả sử đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau được cấm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì? Đáp án thứ tư đó là đường ưu tiên. Đây. Đây là đáp án của câu 6 đó, các bạn có thể xem lại đáp án rồi mình tự ôn luyện các bạn. Rồi sau khi bạn xem xong rồi, các bạn bấm nút thoát nè, đó là nó thoát luôn cái phần mềm. Sau khi các bạn bấm thoát hoặc bấm kết thúc đó, thì cái phần mềm nó sẽ thoát hẳn ra luôn. Rồi để mở lại thì các bạn vào cái thư mục mình tải về đó, bạn nít mở lại. Rồi giả sử như bây giờ nhập mình luyện với chỗ hạng C thì mình bấm số 3. Rồi bấm số 3 mình kiểm tra thông tin nè. C đó. Rồi sau đó bạn vào ôn luyện. Đây. Bộ 600 câu hỏi nè. Rồi để kết thúc thì bạn bấm kết thúc. Ok. Và bấm kết thúc một lần nữa là nó thoát hẳn cái phần mềm ra. Rồi một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Thì các bạn nhớ đăng ký để theo dõi những cái video tiếp theo.